Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, năm 1954 với chiến thắng quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ, hiệp ước Geneva được ký kết. Từ vĩ tuyến 17 trở ra miền Bắc là đất của Việt Minh, từ vĩ tuyến 17 trở vào miền Nam tạm thời do phe quốc gia quản lý. Sợ quân Việt Minh sẽ trả thù những người làm việc cho Pháp, quan phó tỉnh trưởng Gia Lâm Đức Vĩnh phải đưa gia đình vào miền Nam. Mọi người đều linh cảm cuộc chia tay này sẽ không có ngày gặp lại. Cuối thu năm 1954 Đức Hàm trong vai một nhà báo đi cùng lính Việt Minh tiếp quản thủ đô. Đức Hàm không khỏi xúc động khi nhìn thấy những khung cảnh thân quen của thủ đô Hà Nội. Bà Nghè Nguyên không ngờ cuộc đời lại nhiều thay đổi đến vậy. Cuộc cải cách dụng đất năm 1956 quy bà tội đại địa chủ. Bà sẽ bị đem ra đấu tố. Nghe tin bà Nghè bị quy kết là phản động, Đức Hàm và Vũ Hùng vội về Thạch Gia Trang tìm cách giải quyết. Nhưng Đức Hàm, Vũ Hùng, Lan Viên bàn cả đêm cũng không tìm ra được cách giải tội cho bà nghè bây giờ qua giọng đọc vân anh mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết cuồng phong của nhà văn nguyễn phan hách tuyệt vọng hoàn toàn không có cách nào không thể để chết chìm cả lũ hùng và hàm phải giữ thân không để bị liên quan nặng nề hay nói cách khác là bớt liên vị chút nào hay chút ấy bà nghe nói không ngờ vào phút bĩ cực nhất bà lại có sự bình tĩnh bà già này liều một phen thì đấu tố cũng chỉ là xỉa sói kể tội rồi tịch thu của cài chắc không thể bắt mẹ đi tù đâu ai mà biết được có bà địa chủ nguyễn thị năm lừng lẫy trên thái nguyên con cái đi kháng chiến nhà ủng hộ cả kho đồn cho kháng chiến thế mà cần lấy điển hình làm gương động viên phong trào đã bị lôi ra tử hình đó câu nói buông xa làm bồn rùn tất cả mọi người Lăng viên rú lên khóc. Không, không có chuyện đó với nhà ta đâu. Hàm chấn an. Bà nghè nhớ lại giây phút mật thám về bắt ông nghè nguyên đi. Hai tay trói giật cánh khều, đầu bị xuống vào chiếc xe bít bùng. Bà tưởng tượng cảnh mình có thể bị như thế. Không, mẹ chỉ bị đấu tố, bị tịch thu của cải. Phúc phận nhà mình còn lớn lắm, hồng phúc nhà mình lớn lắm nhà mình nhân đức mẹ hiền lành nhân đức không kẻ nào dám làm gì mẹ đâu hùng khẳng định lan viên phải theo hùng về tỉnh lỵ ngay bà nghe nói lời của hùng lại làm bà vững tâm đúng suốt cuộc đời bà chưa làm gì ác với ai thất đức với ai bà sẽ không bị báo oán còn không đi đâu hết lan viên dẫy lên không thể để mẹ một mình lúc này dù chết con cũng chết cùng hàm và hùng lại thấy nhói lên khổ đau vì sự vô dụng bất lực của mình cảm giác xấu hổ mắt cùng ngước lên biết ơn viên có tiếng cạch cạch ngoài hiên hai thằng dân quân ốm đói thập thò rình rập hùng nhìn ra thấy đấy là con thằng mõ với con thằng quét chợ bút nam hai đứa lớn rồi nhưng vẫn còn mũi thò lò xuống tận môi luôn phải đưa tay quệt hồi kháng chiến hai thằng này bị hùng quật soi vào đít mấy lần vì không chịu đi tập mốt hai mốt thời thế thay đổi giờ hai thằng đại diện cho bà con bẩn cố đang vào canh gác gia đình địa chủ để phòng phân tán tài sản chúng mày biết tao là ai chứ hùng gằn giọng Hùng xám ngày xưa từng giết hàng trăm thằng Tây Ngụy như giết ngoé ấy đứa nào làm tao cáu là tao cầm chân quật đầu và đá chết tươi đấy chẳng lôi thôi gì. Tao không sợ ai đâu. Dạ, chúng em biết ạ. À? Hai thằng dân quân đi xe lui. Hùng chỉ đức hàm. Thế chúng mày biết ông kia là ai không? Thủ trưởng cấp cao ngoài Trung ương đấy. Chính ông ấy đi cãi nhau với Tây ở hội nghị Geneva. Ông ấy cãi lào lào, Tây thua đấy. Đấy, thấy đấy ông ấy có cả tiểu đội bảo vệ hộ tống đi từ thủ đô về đến huyện từ huyện về nhà ông ấy đơn giản hòa mình vào quần chúng nên đạp xe một mình đứa nào lỡ sớ trêu vào ông ấy thì tù mọt gông tao đeo súng thế này chính là để bảo vệ ông ấy đấy thủ trưởng tối cao của tao hùng rút súng lục lên đạn rôm rốp rồi lại khóa nòng hai thằng dân quân ốm đói súng người lại nước mũi đặc quánh thò lò chảy xuống bờ môi nó đưa lưỡi liếm rồi tròn mắt sợ sệt nhìn hùng mày biết ông nội của thủ trưởng cấp cao này là ai không thống tướng đại nguyên soái cả cô đấy nghe tên bao giờ chưa hùng hỏi dạ có ạ dân quân học tập tài liệu truyền thống chống ngoại xâm của ông cha có nhắc đến cả cô ạ đấy tốt thế là chúng mày đã biết thống tướng đại nguyên soái cả cô bị pháp chặt đầu và chết từ lâu rồi nhưng mà rất thiêng Bây giờ ông ấy vẫn hiển hiện khắp nơi, cứ lừ lừ đi. Chỉ có cái cổ, còn tay thì bưng đầu bên sườn đó. Thằng nào liệu hồn trêu và con cháu cụ cả cổ, thằng ấy chết mất xác. Lưỡi gươm âm của cụ mình không nhìn thấy, chỉ như một ánh trăng lóe lên, nhưng đầu mình đã rơi ngọt rồi. Thế là mày cũng thành ma cụt đầu, sợ lắm. Nhiều, tao biết nhiều, nhiều thằng lếu láo bị rồi đấy. Bà nghè này chính là con dâu của cụ cả cô. Cụ yêu quý bà nghè lắm, cụ hợp với bà. Đứa nào trêu chồng lếu láo với bà, cụ cả cô lấy thù gấp liền. Cô Lan Viên là cháu nội của cụ. Ôi, cụ lại càng yêu nữa. Đứa nào lếu láo với cô Viên, cụ cả cô lấy đầu cả nhà cơ. Bố mẹ vợ con, không một ai thoát cả nhà, đầu tự nhiên rơi như là sung dụng ý. Hai thằng dân quân dùng mình, hùng thì thầm thân mật. Tao bị ma cụ cả cô dạy cho một lần rồi. Lần ấy tao cãi lại bà nghè, chửi bà nghè, dơ tay tát cô Viên. Thế là ngay đêm ấy, hồn ma cụt đầu của cụ cô về, bóp cổ tao ằng ặc ấy tao văn lại xin tha tội và cam kết từ nay xin hầu hạ bà nghè cô viên suốt đời đấy thế là cụ tha cho nên chúng mày thấy tao là hùm xám tướng quân còn sợ ai trên đời này nữa mà vẫn phải là thằng hầu của bà nghè cô viên đấy anh là chồng cô viên mà vẫn phải hầu à hai thằng bần cố ngơ ngác vẫn phải hầu chúng mày biết tao giờ là gì không là chỉ huy bộ đội chính quy và dân quân toàn tỉnh này. Chính hai đứa mày là hai quân tốt đen thuộc quân số của tao. Tao giống như tướng ông trong cỗ tam cốt ấy. Chúng này không nghe lệnh của tướng ông thì nghe lệnh ai? Tao là tầm chỉ huy. Lớ sớ đứa nào trái lệnh, tao cho quân về bắt và đem tử hình. Chúng này thấy tao ngày xưa ra trận bắn lính Ngụy có khiếp không? Bằng păng không chạch một đứa nào nhé. Hùng lại lôi khẩu súng lục xa lên cò, mắt nheo ngắm. Hai thằng dân quân, quân số thuộc đơn vị tỉnh đội của Hùng lần sau cột. Bà nghe bây giờ tuy là địa chủ, Hùng thân mật vỗ vai chiến sĩ của mình. Bà có khuyết điểm là quá giàu so với nhà chúng mày nhưng đây là khuyết điểm với cấp trên chứ không phải với chúng mày. Cấp trên sẽ cho bà sửa chữa khuyết điểm, không việc gì đến chúng mày. lỡ sớ chúng mày sẽ chết oan, nghe chưa? Hai thằng dân quân đi rồi thì đến lượt Hùng và Hàm cũng phải tính đến chuyện rời thạch xa trang cho nhanh. Hùng đã chấn áp được hai thằng ốm đói và ngu dốt, nhưng chính Hùng và Hàm lại run sợ trước sự ốm đói và ngu dốt ấy. Nó có sức mạnh khủng khiếp như bóng đêm lan tràn không gì ngăn cản được. Một đêm gần như không ngủ, sáng tinh mơ Hùng và Hàm ra đi. Quy ước sẽ thông tin cho nhau qua hòm thư lưu là hiệu cắt tóc phó phùng phố phủ. Phó phùng xưa cắt tóc cho Tây Ngụy Việt Minh không phân biệt lập trường chính kiến. Cứ thằng nào tóc dài là ông cắt tuốt. Nhưng chính nhờ thế mà qua phó, Hùng biết nhiều tin tức trinh sát bây giờ hùng lại phải nhờ đến cơ sở này hùng hàm sẽ về cắt tóc ở đây và hẹn lan viên đến chứ hùng và hàm giờ cũng không thể ngang nhiên về thạch sa trang đã bị bần cố bao vây phong tỏa được nữa ngày tháng năm sau ngày tuyên bố tấn phong tước vị đại địa chủ ba hôm đội cải cách và các tiểu tướng bần cố vào thạch sa trang kiểm kê tài sản vẽ sơ đồ các ngôi nhà đếm số lượng châu bò lợn gà, đổ thóc trong các cót bịch kho ra cân xem có bao nhiêu. Thu vén tất cả bát đĩa chăn màn, quần áo, nồi đồng mâm thau cho vào kho khóa lại. Bà Nghè và Lan Viên bị cha khảo về khuyên tai dây chuyền vàng. Hai người đưa ra một hai cái. Nhà quan không có vàng cũng vô lý, nhưng thực chất cũng không có nhiều. Có giam ba lượng đã đưa cho hàm đem về Hà Nội xấu không ai ngu gì để đây mời bần cố đến lấy. Một tuần liền, đội và bần cố họp bàn kế hoạch chia quả thực. Thằng mõ xưa, vô gia cư, được các quan viên phân cho một gian nhà dài vũ cạnh đình để tiện việc hầu hạ việc làng. Giờ là ứng cử viên vào danh sách tiếp quản nhà thạch sa trang đầu tiên. Tiếp đến thằng quét chợ xưa ở lều quán chợ để hành nghề, đứng hàng thứ hai, thứ nữa là các bần cố siêu hạng nghèo nhất lang thang đầu bờ đầu bụi được bắt dễ sâu chuỗi trở thành cốt cán cải cách sau nhà đến là châu bò thóc lúa đồ đạc tất cả những gì có trong thạch sai trang được đem chia hết có thế bần cố mới phấn khởi tiếp tục phát hiện địa chủ cuộc cách mạng này là triệt đề, tịch thu triệt đề từ những cái lớn như ruộng đất nhà cửa đến những cái nhỏ như bộ quần áo, để triệt đề xóa sổ uy danh ngàn đời của bọn nhà giàu. Cho mày lộn ngược trở lại thành nghèo nhất để thay đổi tận gốc rễ mọi quan niệm của đời người. Từ giờ trở đi chăm chỉ lao động, nhưng không phải là để tích lũy của cả cho riêng mình mà là để cho chung xã hội còn cá nhân mình chỉ cần ăn no mặc ấm là được kẻ nào giàu có kẻ đó là xấu xa là đối tượng phải tiêu diệt mọi người thành sợ giàu sau khi đã lên kế hoạch một ngày tháng chạp đoàn bần cố bút nam cả trăm người xếp hàng đôi vào thạch sai trang thực hiện chia quả thực thóc lúa được cánh ra kìn kìn đang năm đói bần cố mấy ngày mới được một bát cơm giờ trông thấy thóc mắt sáng rực lên lòng căm thù giai cấp bóc lột bừng bừng sôi sục ai ngăn cản chuyện lấy thóc lúc này có thể bị bần cố đập chết tươi chứ chả đùa thóc lấy đi trong sự hà hê của uy quyền được cướp miếng ăn cho cái bụng đói là gạo đem nấu cơm tức thì những nồi ba mươi bốc khói mồ mịt mùi cơm thơm phước làm phập phòng cánh mũi đoàn quân mấy ngày nay hút cháo. Không khí náo nức lạ thường, gà bị bát kêu quang quác, lợn vật kêu en ép, cả trăm người hôm nay sẽ được khao quân tại trận. Đó là thủ tục đầu tiên trước khi bắt tay vào cuộc cách mạng giai cấp. Ông đội cầm sổ dõng dạc đọc. Bà Nguyễn Thị Tý được chia con trâu quả thực số một bà tí răng đen cười tươi nước mắt long lanh bước tới sát con trâu mộng quen thân. Là đàn bà nhưng tướng đàn ông cao lớn xương sầu, bà biết đi cày. Chính bà phụ trách con mộng này từ lúc nó là con nghé. Chẳng có mảnh ruộng nào của địa chủ nghè nguyên mà bà và con mộng này không vật lộn với nó. mồ hôi tưới xuống đất tới cong lên, lúa trổ vàng thóc về kho chủ còn bà chỉ được tiền công. Bây giờ đây, con mộng là chủ sở hữu của bà, nó chối bỏ nhà địa chủ phản động để về với chủ thực của nó, người bao năm gắn bó với nó. Mắt con mộng đen nhánh mở to dịu dàng, chứng thực cho cuộc tính thuộc của tạo hóa, có lúc đời quay ngoắt 180 độ, ngược hoàn toàn với chân lý thông thường mà chính tạo hóa làm ra con mộng kêu một tiếng ọ ẹ e vang to như tiếng kèn sàng khoái của sự đổi thay đàn gà kêu quang quác chạy trốn các tiểu tướng cải cách nhưng chạy đâu cho thoát bọn này vốn dân bắt trộm gà không lộ tiếng kêu mấy con vàng cong đuôi phóng chạy nó có vẻ không công nhận chân lý mới của tạo hóa nó biết rõ chân tướng của mấy thằng tiểu tướng luôn có dây thòng lọng bắt trộm chó giữa đường kia chỉ có đàn bồ câu là thanh thản đứng chơi xem thời cuộc. Với đôi cánh, chúng bay vót lên trời xanh nhờn nhơ bay lượn tự do, so, nhìn xuống thế sự. Ông đội đứng trên bục cao, cửa nhà thờ thạch xa trang, bần cố đứng vây quanh nghe tuyên đọc. Bóng cao lồng lộng ông đứng đấy như trời đang ban phát, đang làm mưa của cài xuống hạ giới. Gương mặt xương sầu sắt đá tỏa hào quang ông bần cố Nguyễn Văn Chuột được chia quả thực một chiếc áo dài gấm, giọng ông đội như chuông ngân. Nguyễn Văn Chuột tiến lên bục danh sự, áo gấm quả thực được khoác vào ngoài bộ sơ mướp bẩn thiểu khai thối. Chuột đã thấy quan phụ mẫu mặc áo này ngoài công đường trông oai quyền khiếp sợ, nhưng bây giờ trông chuột cũng oai không kém, đứa nào có bát ăn bát đề ở bút nam lơ mơ láo với chuột chuột tố điêu cho một câu nó xưa bóc lột tôi thuê tôi đi cày cho ăn đói thế là thành địa chủ như chơi trên giao chỉ tiêu cho bút nam phải phát động quần chúng có khổ tố khổ đánh đồ địa chủ cường hào phải tìm được đủ địa chủ nay mới tìm được một đại địa chủ vũ thị ngân và vài ba địa chủ nhỏ còn thiếu nhiều so với chỉ tiêu chuột xưa nghèo nhất chuyên đi cày thuê bầu thằng nào là thằng ấy thành địa chủ ngay bao người trông thấy chuột từ xa đã phải tươi cười cúi đầu trào cung kính hoặc lùi được thì lùi cho nhanh để chuột khỏi trông thấy để trong bộ nhớ của chuột không có hình ảnh của mình Bần cố Nguyễn Văn Chuột mặc chiếc áo gấm đi một vòng biểu diễn trước mắt mọi người, rồi đùng đỉnh tiến trước ban thờ chính sành Thạch Sa Trang. Ban thờ Thạch Sa Trang xưa nay nổi tiếng nguy nga, cửa võng sơn son thiếp vàng rực rỡ, hoành phi câu đối la liệt, trên đỉnh cao chiếc ngai vua uy nghi. Ảnh quan tiến sĩ Đức Nguyên mũ áo đài trào lung linh ánh nến, biển ân tứ vinh quy che lọng đỏ ông đội hoàng hốt tường chuột đến vái lệ trước ban thờ, như thế thì mất hết uy xanh bẩn cố. Anh làm cái gì đấy? Ông hỏi. Chuột tùm tìm, hóm hình cười. Mọi người chăm chú theo dõi chuột như theo dõi bước dẫn diệu của ông chủ tế. Tách! Từ bục thấp chuột nhảy phát lên bàn thờ. Đúng là bước nhảy của chuột nhanh gọn lấy chiếc liễn sứ đời thanh vẫn đựng nước cúng chuột mở nắp đặt vào giữa ngai thở mọi người vẫn ngơ ngác chuột làm cái trò gì thế kia bí mật đến phút cuối cùng bây giờ chuột mới tiết lộ màn kịch như một ông vua ngồi trễm trệ trên vai vén áo gấm chuột tụt quần phóng uế vào chiếc liễn sứ rồi lấy vung đậy lại xong đâu đấy chuột bước xuống thản nhiên bình thường trong tiếng à ồ cười nói của mọi người về sự kiện bất thường này vậy là cuộc trưng thu có một tiết mục ngoài kịch bản bản thân ông đội cũng không ngờ ông thấy có gì phàn cảm nhưng không dám phê phán bản thân các bần cố là âm binh đã được bàn tay phù thủy của ông gọi lên đến lượt chính thầy phù thủy cũng không điều khiển được nữa nếu trái ý âm binh có thể chính ông bị quật lại ông tự lý giải hành động này mang tính biểu tượng về sự chôn vùi quyền uy của giai cấp địa chủ trong đống phân xác của lịch sử. Được, nhưng cũng bất ngờ. Chi tiết thể hiện sáng kiến, sự thông minh tiềm ẩn trong bần cố, nếu biết khơi gợi có dịp là bùng lên. Ông đội an tâm với ý nghĩ của mình tiếp tục làm nhiệm vụ ông rời ban phát. Ông bần cố Lý Văn Lý được chia chiếc giường sắt kiểu hồng công, ông đọc tiếp. Bần cố giờ thành một đại từ giống như tiếng lão gia của tàu, sơ của tiếng Anh, nghĩa là chỉ người sang trọng. Chiếc giường được khênh xa, không sắt sơn trắng uốn hoa văn, mặt đệm lò so. Để mua được chiếc giường này, sư ông nghè đã phải thuê cả một chiếc xe bò chờ từ tỉnh lỵ về nhà. Mặt đỏ lự bấm xa nước, Lý Văn Lý thường được gọi là Túy Văn Lý giai cấp địa chủ bóc lột thì ít nhưng có nhẽ rượu bóc lột lúy nhiều hơn có đồng nào chui hết vào chai hết đối chiếu lý thuyết đã là bần cố thì làm gì có rượu mà uống nhưng thực sự thì lúy vì uống rượu mà thành bần cố đằng nào cũng là bần cố cả lang thang bệ rạc không ai lấy túy văn lúy đi làm thuê đánh gập tre tát ao đánh lầm dọn vườn quanh các nhà bà hai của lão phó cận giả béo phốc pháp lúy đánh hết đống gọc tre của nhà lão phó mà vẫn chưa muốn thôi đêm trăng bà phó tắm để vú thổn thện lúy nấp gốc suối nhìn trộm lúy đánh cắp chiếc váy cặp của bà đêm ngủ úp lên mặt bà phó phát hiện ra nửa đêm mò đến chỗ lúy nằm đè cái phốc pháp lên mặt lúy cho lúy liếm bà có tật thích được say cái đó vào mặt đàn ông Lão Phó Cận lơ mơ thấy có cái gì bất ổn giữa vợ mình và thằng Túy Văn Lúy nên đuổi đi, cấm tiệt không cho lai vãng. Túy Văn Lúy găm nỗi thù ấy bao năm, giờ được dịp thả cửa. Tố Phó Cận bóc lột mình thế nào? Kết quả Cận đã bị bầu là địa chủ nặng. Thế là chỉ vì sự phốt pháp của vợ mà sinh ra tai họa, thật là tai hại bẩn cố trong sạch như tôi mà lại thèm nằm cái giường đệm lò xo so, nơi vợ chồng địa chủ từng ngủ với nhau ư ừ, không tôi đem về làm phên chắn chuồng lợn bà con bẩn cố vỗ tay hoan hô lập trường của lý văn túy bà nghe và viên bị xong xa đứng ở góc sân trên người trần xì bộ quần áo một cốt cán đến lần túi xem có vàng bạc gì không cuối cùng hai mẹ con bị đuổi ra ở góc vườn nơi có một cái chuồng bò bỏ khoang đấy là nhà đội phân cho địa chủ còn tòa ngang dãy dập này từ nay bần cố sở hữu một đống gạo một cái chăn một cái nồi hai chiếc bát hai đôi đũa đã đủ cho cuộc sống toàn bộ gia sàn nhà quan nghè bây giờ rời cho có thế âu cũng thật là luật sắc không rời cho rồi rời lại lấy hết Thế này là nhân đạo lắm rồi, đáng lẽ đuổi ra đường với hai bàn tay trắng mặc kệ. Đây là chiếu cố tiêu chuẩn ông nghè chống Pháp và nhà có người đi Việt Bắc kháng chiến đấy. Cuộc đấu tố bà nghè diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp Tết Âm Công tại phố Phủ. Mọi năm ngày này, các ông công cưỡi cái chép lên thiên đình báo cáo với Ngọc Hoàng tổng kết tình hình một năm của các gia chủ năm nay không có Tết nhất gì, ăn Tết tiễn táo quân bị kết tội mê tín dị đoan. Đồng thời cũng vì sợ quá mà chẳng còn lòng dạ nào thịt gà thổi sôi nữa. Ai cũng nắm một nắm cơm tè độn khoai đi phố phủ từ gà gáy. Các ông công ông táo năm nay đói meo, bay lên thiên đình hốt hoảng báo cáo sự biến. Dưới trần lạ lắm tất cả thay đổi, ai giàu bị tịch thu của cài đấu tố, khi thế, người nghèo như trào dân thác đổ. Sợ đàn này, đoàn người nghèo sẽ lên tận thiên đình để đấu ngọc hoàng. Trời rét căm căm, bà nghè áo sách nón mê tóc bạc phơ đi thất thều, dân quân áp xải hai bên. Lan viên cũng áo sách nón mê đi theo mẹ. Cái đẹp bây giờ là cái chết, người ta đang thù ghét cái đẹp nên lan viên đã lấy nhựa lá khoai lang vết lên đôi má trắng hồng cho nhem nhuốc đi dân huyện đường cò giác sơ cuộc cướp huyện xưa diễn ra tại đây trên bậc tam cấp đức vĩnh dân sổ sách ấn triện bài ngà những thứ tượng trưng cho quyền lực của chính quyền cũ và hôm nay cuộc đấu tố mẹ đức vĩnh cũng diễn ra tại đây trên bục cao một dãy bàn dài dành cho các quan chức cải cách cốt cán bẩn cố dân ngồi xồm xuống cỏ đây là vụ đấu tố trọng điểm, các làng đến xem rất đông để học tập về tổ chức những cuộc đấu các địa chủ nhỏ trong thôn của mình. Bà nghe bị dẫn lên sân khấu, một tên dân quân túi đầu bà cúi xuống. Thị Ngân, tại sao mụ có tới hai mươi mẫu ruộng? Cuộc đấu tố bắt đầu, tại sao, bà Nghè cũng không biết. Ông Nghè nguyên 16 tuổi đỗ tiến sĩ rồi làm quan huyện, bồng lộc quan huyện, ông đem mua ruộng dần dần, nay một ít, mai một ít, chứ không chiếm đoạt của ai. Tại sao những người nghèo một thước cắm rồi không có, mà nhà mụ có tới 20 mẫu? Lại không trả lời được, vì họ nghèo không tiền mua ruộng, chứ còn làm sao nữa mụ không chân lấm tay bùn mà nhờ phát canh thu tô đến vụ thóc kinh kinh về nhà tại sao bà nghè lại tắc ơ tức là mụ đã bóc lột sức lao động của nông dân quan tòa trả lời giúp vì tội bóc lột ấy mà mụ phải bị đánh đồ mụ có công nhận không không công nhận thì cũng đã bị đánh đồ rồi mụ có công nhận mụ có tội tay trời không con không làm gì nên tội. Bà nghe ngầm đầu. Bà con không ruộng tự nguyện năn nỉ đến xin con cho ruộng cấy. Đến vụ họ trả con ít thóc tô, con không bắt ép ai. À, mụ này còn ngoan cố phải không? Ông tòa đập tay. Đào đào địa chỉ ngoan cố. Tiếng hô khẩu hiệu vang lên. Tiếng hô chập trùng làm bà nghe run sợ. Bà tưởng tượng bằng kia người đang căm thù địa chủ, mỗi người chỉ xông lên nhồ một bãi nước bọt, bà có thể bị chết chìm. Cũng như trong cuộc cướp huyện năm xưa, mỗi người chỉ cần xông lên đấm một quả là huyện vĩnh người thành bị sách. Ôi đám đông, sao mà sợ đám đông trong cơn mù quáng phấn khích. Chân bà nghè run như sẽ, đứng không vững, bà vội vàng chắp tay cúi lạy đám đông. Con xin nhận tội, tội của con là giàu có, nhiều ruộng. Con xin chừa, từ nay chỉ là người nghèo áo rách nón mê. Được, thế là giai cấp địa chủ chúng mày đã biết quy phục. Ông Tòa khen. Buổi đấu tố diễn ra với các nhân chứng tố khổ đã được tòa sâu chuỗi bắt dễ chuẩn bị cho từ trước. Một bần cố người làng xa bình năm xưa đói kém, liều đi cướp bánh đúc bánh đa ngoài chợ, bị người ta đánh cho nhừ tử, bà ngày đi qua đem về thạch sai trang làm phụ tá cho vũ hùng chỉ mấy tháng sau thằng ngật tên thằng phụ tá đã ăn cắp trứng gà húp trộm ăn cắp nước hoa của lan viên để bôi chơi ăn cắp thuốc lá cô tá của huyện vĩnh để phì phèo tài thế đấy đang từ khoai sắn mà nhảy vọt lên xài đồ xa xỉ cứ đà này nó sẽ ăn trộm tiền bạc tư trang bà nghe vội vã thải hồi trả nó về phố chợ để nó tự do cướp bánh đúc đàng hoàng chỉ thế thôi mà đội đã sưu tầm ra nó mời nó đến làm nhân chứng mụ ngần tao là thằng bé con mà mày không thương bần cố ngật dõng sạc mày đuổi tao khỏi nhà cho tao chết đói tại sao con viên nhà mày bôi nước hoa được mà tao không bôi được tại sao thằng huyện vĩnh biết hút thuốc cô táp thơm lừng tao lại không được hút không có tao phải đòi quyền lợi tao phải cướp lấy hành động của tao thì có gì sai dạ thưa ông không có gì sai ạ à? ông rất đúng ạ à. người đấu tố thứ hai là một bà già mặt quắt queo được phủ trong ánh sáng của sự hà hê vui mừng thị ngân bà già nói giọng đắc thắng tao cùng tuổi với mày biết mày từ lúc trẻ mày lúc nào cũng xinh đẹp sang trọng ăn ngon mặc đẹp kẻ hầu người hạ còn tao lúc nào cũng nhem nhuốc đói rách đầu tắt mặt tối trong đời tao chưa được nếm miếng ngon lúc nào cũng chỉ nghĩ đến thèm ăn đói dài từ năm này qua năm khác trước đây tao nghĩ mày sướng tao khổ là do số trời đã định oán thán kêu ca cũng chẳng được nhưng bây giờ thì tao nghĩ chẳng có số mệnh gì ở đây cả lật đổ giai cấp chúng mày thì chúng tao sẽ hết khổ bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Cuồng Phong của nhà văn Nguyễn Phan Hách. Chương trình đọc truyện đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn giờ này ngày mai.